Các bạn hãy để chế độ 1,25 để nghe hay hơn nhé. Thơ niên trong hộp. Thức tỉnh vì nơi siêu phàm tập 5. Anh thấy là nên là ra từ nơi nào? Cửa sờ. Âm ảnh trường á? Anh chắc không đi. Cảm giác giống như là đang mô phỏng tầng âm ảnh vậy. Mà tầng âm ảnh không phải là rất nguy hiểm ư? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đi thôi. Nếu như nguy hiểm thì tôi sẽ bảo vệ cô. Hồi cứu tôi với. À các anh. Sao thế? Giờ được cái đám tình anh bọn họ di chúng làm sao mà làm được thế? Về dù đằng sau anh kìa. Lê Đông Sa. Chuyện gì thế này? Sức mạnh của dì chồng này đã đạt tới trung bị bậc một rồi. Mà trời hôn liền lấy cái đám này ra. Đúng là muốn lấy mạng người khác mà. Cẩn thận. Gì? Phía trước là có sơ rồi. Màu và thôi. Dâu. Có chuyện gì với cái con đồng xà kỳ vậy? Không phải nó đang dùng huyết tình áp chế chiến lược đó chưa? Tôi cũng không biết. Nhưng mà rõ ràng đang có dấu hiệu mất kiểm soát. Không được, thì trực tiếp băng tích ra đi. Ở tiền mà đảm bảo an toàn cho học viên. À không, đợi một chút đã. Tạm thời không cần lo. Đến lúc thì có thể xem thực lực thực sự của cậu ta. Quả nhiên là cánh cửa có vấn đề. Cánh cửa là vật liệu tham mê, chắc thì cũng có công dụng tương tự với di chuyển tức thời. Thì là mở cùng một cánh cửa, nhưng mà điểm đến lại khác nhau. Chỉ còn mở thêm vài lần nữa, nó không chừng có thể tìm được dao dao. Ôi, xì chung nơi thì chết rồi. Mấy cái đồ vừa nãy chắc sẽ không bị lộ nhỉ. Ôi, chuyện gì đây? Mình đâu có kích hoạt hình thay môn túi. Sao tự nhiên lại xuất hiện thế này? Hả? Đây là nhất dài thường vậy. Tình hình càng lúc càng không ổn rồi. Đây là chuyện gì vậy? Đi rồi, là tấn công tinh thần. Đồ ngu, tao chính là cố ý dụ mày tới đấy. Ảnh phệ. Tên gọi đấu xà. Chúng loài đồng cấp nhân dạy chúng gì. Mô tả tham y dị chủng cấp thấp kém. Giống rắn dị chủng. Thông thường thì có nhiều đồng tử hoặc là đầu. Thích bóc cổ và xây nát con mồi. Chú ý. Loài đồng tử thấp. Nghe đồn là cấp thấp cùng họ với ông anh chủng. Chi phí tiêu diệt thì chất độc. Chi phí giá trị ba miễn tử. Thế hoài ảnh phệ. Số lượng ảnh điểm tăng lên. Dị chủng chưa được ghi nhận. Tên gọi là vô diện đồng nhân. Chúng loại đồng cấp nhất dài chúng dị thường dị. Mô tả thêm gì chủng cấp thấp kém. Đồng tử là nguồn năng lực chính của nó. Số lượng đồng tử không đại diện cho sức mạnh thực sự. Âm hiệu tấn công là loại tinh thần. Đồng tử có thể trợ giúp chúng thấy rõ nhiều hơn nơi nhỏ bé. Bất lý sơ tiến hành công kích. Chú ý. Cái lồng đồ tử thấp này nghe đồn từng là cấp thấp cùng họ với anh chủng. Chi phí tiêu diệt mô tạm thời cả hai mắt. Chi phí đã miễn trừ. Thơ qua ảnh phở. Số lượng thì ảnh điểm tăng lên. Ảnh đồng tăng nhẹ. Di chúng đã được ghi nhận. Đồng chúng à. Cùng họ với anh chúng. Mình là một tìm hành giả. Tự nhiên đối đầu với anh chúng. Thì bọn chúng mới nhắm vào mình sao? Giống định là nếu như khảo hạch thì chắc chắn là phải phái ra vài di chúng yếu đi ngang qua sân khấu. Kết quả
bộ họ lại gửi tới những tên có thể lấy mạng người tới. Điểm chết người chính là hình thái này của mình. Cha sẽ bị giao hoàng trại huấn luyện đặc biệt thấy rồi ấy nhỉ. Dậu diêm thì cũng không có nghĩa gì nữa rồi, giải trừ hình thái. Ủa? Giải trừ bóng tối. Chuyện gì vậy? Sao lại không có phản ứng? Hay là do tư thế sai ta? Xem ra lần này mình đã đâm vào ổ đồng chúng rồi. Chuyện gì vậy? Mờ hình sao lại đi hết cả rồi? Nhanh, lập tức liên hệ với phòng thiết bị. Báo cáo. Tất cả hệ thống thông tin đều gặp trục trặc một cách kỳ lạ. Ngoài ra, giáo quan Lộ và giáo quan Lạc đều mất liên lạc rồi. Thật là nếu phục trợ huấn luyện đặc biệt của Vân Hải của các người xảy ra một chút vấn đề thôi, liên loạn hết cả lên rồi. Cái làm vô dụng các người mà cũng xứng làm giáo quan sao? Xin lỗi, để ông phải chết cười rồi. Trên lão, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Tiểu tàu, thống kê tiền và khả năng thức tỉnh của những học sinh bước vào trường bồng túi. Thu hồi sườn trắng, đình chỉ khảo hạch, phái vời giáo vàng để duy trì sự trật tự. Cuối cùng, tập hợp tất cả những giáo hoàng cấp 2, cấp 3 còn lại và tiến về trường bồng túi. Dừng. Giáo vàng Tống mà, có đợi một lát. Khi nãy cậu liên tục im lặng suy nghĩ. Nói đi, trường bóng tối của Vân Hải các cậu rốt cuộc là đang che giấu cái gì vậy? Xem ra ông đã phát hiện ra từ lâu rồi, nên mới phái giao hoàng cấp 2 cấp 3 qua đó. Có một hộ viên vừa bước vào phòng trường bóng tối xuất hiện địa bất thường. Người tính mắt thì nhìn thoáng qua là biết ngay là có vấn đề. Quá thật là như vậy tôi cũng không giấu nữa. Trường bóng tối là bắt nguồn từ cấm vật thầm huyền đồng chủng sao? Trực tiếp chạm vào, một lưỡi cấm vật ở trên người sẽ xuất hiện ra một quả nhãn cầu, cho đến khi dị hóa thành đồng chủng. Sau khi loại cấm vật này tiếp đất, thì nó sẽ tiếp tục biến đổi môi trường xung quanh, khiến cho xung quanh hình thái trạng thái tân nửa bồng túi. Bình thường thì đồng chủng sảo sẽ chỉ sinh ra một dị chủng hạ vị cấp 1, cung cấp cho học viên rèn luyện. Thỉnh thoảng sẽ sinh ra một trung vị dị chủng, liền phải dùng huyết mạch áp chế sức mạnh, thường vị thì sẽ trực tiếp tiêu diệt. Cấm vật đó ở cấp nào? Nếu như tính theo sự tự sao tháng ngày thì đây là nguyệt dài trung vị. Nguyệt vài trung vị à? Sức mạnh của nó đủ để đối kháng với tứ gia siêu phàm. Đúng vậy, chỉ cần không chủ động trêu chọc nó thì sẽ không có việc gì. Mà sự xâm nhập của siêu phàm giả cấp 3 trở xuống vào trường bom tối sẽ không kích thích nó. Tuy nhiên, nếu như siêu phàm có 4 trở lên xâm nhập vào miệng của nó thì cấm chế sẽ được kích hoạt, và nó cũng sẽ không ngừng sinh sản ra di chủng hùng mạnh và huy động toàn bộ sức mạnh để tiêu diệt quân xâm lược. Ý cậu là trong số các học viên có siêu phàm có 4 trở lên? Tôi cảm thấy có khả năng rất thấp, nhưng mà không thể không loại trừ. Bất luận là có phải hay là tứ gia hay không thì người lúc này trong bóng trường môn tuổi rừng là thập tự nhất sinh. Tôi thực sự phục rồi. Đám chim ngốc cái người có thứ ngân đuổi không vậy? Chờ cái người đuổi luôn nè, ngã chết cái người luôn. Đang chết mà, bị bọn chúng nhắm tới thì không có cách nào để cắt đuôi được. Kim hành cũng không có tác dụng. Quan trọng nhất là tấn công tinh thần còn khắc mình nữa chứ. Nhật dài thì thôi đi, trong đó còn có đến vài cái con nhì dài nữa chứ. Được rồi, là các người ép ta đây nha, cho các người biết lão tử cũng là nhì dài. Anh nhẫn khởi động. Ủa? Cái gì? Anh nhẫn không khởi động được. Không đúng, là bị phong thứ gì đó phong ấn lại rồi. Hả? Nó là nói cái quái gì vậy? Là thật, bọn chúng bất động rồi, bị khi thế vừa nãy của mình ai giỏi cho sợ rồi sao? Đi là di chúng tạm giấy.
Đã chết mà, song đao không thể dùng. Ngay cả thầy đổi vi diện âm ảnh cũng đã mất linh. Với trạng thái của mình bây giờ thì đến cấp 2 cũng vất vả, càng không nói tới là cấp 3. Cứ tiếp tục đã như vậy thì cũng không thể thắng được. 36 kế chuông là thượng sách. Vậy mà đó, nhớ như vậy. Huy có hồi tố, giết liên tục, sát thế cộng 1 cộng 1 cộng 1. Có hy vọng rồi, mặc dù mỗi lần công kích đều như là gãy ngứa, nhưng mà giết liên tục thì có thể tích lũy sát thế. Tích đủ sát thế thì có thể trực tiếp chiếm chích nó, giết. Huy nó đột nhiên dừng lại rồi. Chuyện gì vậy? Tên này sao lại không tấn công? Chuyện gì vậy? Chỗ ớt này dường như giống hệt với cái tầng âm ảnh. Mô phỏng của sần âm ảnh này cũng quá giống rồi đi. Hơn nữa nơi này còn tà tính hơn cả tầng âm ảnh. Giống như là có thứ gì đó đang thu hút mình vậy. Mặc kệ đi, chạy thoát mạng đã rồi nói. Kỳ lạ, có hẻm này sao lại dài tới như vậy chứ? Không nhìn thấy cái đầu hết. Chuyện gì vậy? Chỗ này là đâu? Không nhìn thấy gì cũng không cảm nhận được cái gì hết. Ui mà đã chứ, cơ thể của mình sao đều nhìn lại không kiểm soát được thế này? Ai lại đang khống chế cơ thể mình vậy? Dừng lại đi, máu dừng lại cho tôi. Tôi mới là chủ nhân của cậu. Ủa? À, dừng lại rồi. Cuối cùng thì cũng đã được cầu rồi. Người thừa kế của anh chủng. Đây là cái nơi quái quỷ nào thế này? Đây là cái nơi quái quỷ nào vậy? Đây chính là ranh giới giữa hiện thế và thâm uyên. Là ai? Có lẽ nào không cảm nhận được hay sao? Nguồn này là cảm giác quen thuộc từ anh mạnh. Vi mật tối tăm, ác nghiệt quý việt. Ta vì người đều cùng là một nguồn. Chúng ta đều là không phải. Ngươi làm cái gì vậy chứ? Làm cái gì là làm cái gì? Đương nhiên là tiêu diệt gì chống ngươi rồi. Hả? Làm cái gì là làm cái gì? Đương nhiên là tiêu diệt gì chống ngươi rồi. Cầu gì vậy? Rất dễ bị bỏ sót những tình tiết tiền chốt như vậy. Mật tịch giáo học hàng là cao nhận núi sâu này. Có gì thì nói đi, đánh rắm thì mau đánh nhìn đi. Ta vẫn còn phải ra ngoài gì cho giờ vào nữa. Tự mình người xem ở trên đi. Đây là đồng chúng. Lẽ nào lúc trước có được một phần sức mạnh của ta chính là nó sao? Đúng vậy. Nó chính xác một cách thì nó chính là tổ tổng sủng thuộc về vật cấm của thầm uyên. Đồng chủng với anh chủng là cái địch của nhau. Mặc dù ngươi là nhân loại siêu phàm, nhưng mà lại cùng nguồn gốc với anh chủng. Bây giờ ngươi đã bị tổng sủng và có là cái địch rồi. Vừa nãy nếu như mà ta mà không tung ra ánh oai thì cho ngươi chấn đồng chủng thì tam cấp thì ngươi bây giờ đã là một người chết rồi. Vì vậy lúc đó là cậu có tội hay sao? Vì ta đang luôn đợi người. Đợi ta? Đúng vậy. Ta luôn đợi một cá thở có thể chất cùng nguồn sức mạnh với ta. Từng là ta, là người có vị trí cao của thầm uyên. Cao quý, mạnh mẽ. Cho dù là vật thẩm vô tận thì cũng được gọi là bá vương của một phường. Nhưng mà vì một lời ngoài muốn, phân thần của ta bị phân chia thành vô số ảnh vỡ khác nhau vào hiện giới thì thổ vệ của tổ đồng chủng cũng có duyên gặp được ta, và ta đã thu nạp và bảo vệ cho nó. Hơn nữa cái thằng nhóc thấp kém kia nhân lúc ta bị suy yếu liền quay đầu giam cầm ta lại, còn không ngừng hấp thụ sức mạnh của ta làm lớn mạnh bản thân. Vì thế nên ta vẫn luôn chờ đợi anh chủng khác xuất hiện. Đến đây, thừa có sức mạnh to lớn của ta,
giúp ta hoàn thành việc báo thù, sau đó trở thành ký chủ của ta, bị ta sắp xếp một cách triệt để. Nói nhiều, người nghĩ là cái gì vậy? Không phải là nói là sẽ giúp ta đối phó với tổ đồng chủ hay sao? Ai đã nói rõ với người rồi? Một người bị thủ hạ trộm mất đi cái quần xiệp mà cũng không có, thì không có tư cách gì nói chuyện hợp tác với ta. Còn hơn nữa, người muốn ký sinh trên người của ta, sắp xếp ta thì làm sao? Dù sao thì ngươi cũng chạy cầm toát. Phục tùng ta đi, có thể trở thành ký chủ của ta chính là vinh hạnh của ngươi. Mặc dù nói người đã từng là người rất mạnh, nhưng mà ngươi cũng đã nói rồi, ngươi bây giờ với trạng thái mảnh vỡ bị suy yếu, thêm nữa là sức mạnh của ngươi cũng bị tổ đồng chủng hút đi hơn phân nửa rồi. Hai chúng ta ai thường phục ai thì vẫn chưa chắc được đâu. Ta chính là anh chủng cấp 6, là tộc tiếp nối huyết máu của Thầm Yên. Ngươi không thể nào bị ngươi. Cái gì? Đây là điều không thể nào. Chỉ là một loại cấp 2 mà lại muốn sắp xếp tại sao? Ngươi rốt cuộc là lại anh chủng mảnh ghép người. Đây là quyền hành của mình khi bị mất. Vì thế nếu như mà tập trung lại với nhau thì giáo quan bảo vệ bên ngoài, học viên thì ở bên trong. Vì vậy học viên phải lập tức dùng thuốc kháng ô nhiễm, không được rời khỏi vòng bảo vệ. Dàn dù à, cậu rốt cuộc đã chết ở chỗ nào rồi? Cảm ơn nhé. Nếu như mà cô có cô giúp thì không nhẹ nhàng như được như vậy. Cô còn chống đỡ nổi không? Tôi không sao. Đi rồi, mọi người đi theo tôi, chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Không rồi. Vì chống cấp 3, tình huống còn tệ hơn ở trong tưởng tượng. Không phải là bảo mọi người đề cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi sao? Thì chúng nữa là bị đánh lén rồi. Xin lỗi là chúng tôi thất trách. Nhưng mà trong số học sinh này, chỉ có bọn họ gặp phải tấn công của dị chủng cấp 3. Lẽ nào trong số bọn họ có người siêu phần có 4 trở lên sao? Mọi người đều ở đây hết có vậy không? Tất cả đi theo tôi. Đi ra. Tôi tới cùng với Giang Vũ, nhưng mà anh ấy không có ở đây. Giang Vũ, đi ra. Lẽ nào người mà tố đồng nhắm chính là cậu ta? Nhưng mà cô gái này cùng với Giang Vũ lại có quan hệ thân thiết nào? Quả nhiên cô ấy cũng bị tổ đồng chủng nhắm tới rồi. Hai người đưa học viện đi ra trước đi, ở đây giao lời cho tôi. Siêu phẩm kỹ phòng nhãn. Muốn trốn sao? Phong, chuyện gì vậy? Mình không dùng năng lực được. Ý đó, đáng ghét. Tiêu rồi, cơ thể không di chuyển được, ý thức cũng đã dần dần mơ hồ rồi. Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng mà khi thực sự đối mặt với dị chủng, mình cảm thấy bất lực và vô vọng. Tạm biệt, anh nhất định phải sống sót đấy. Giang Du, tôi đi.
đây là lãnh địa của đồng chúng sao? Nhưng mà bọn mày quên đây là ấm ánh trường rồi à? Mà ta chính là bá chủ ở đây. Cái gì? Hoan nghênh đến với lãnh địa của ta. Này, người lời nhau rồi. Lúc trước thì mày đuổi tao cả đường luôn đấy. Bây giờ đến lượt tao rồi. Ly sát, phát động, trộm sát. Mà thật đi, đây chính là sức mạnh của anh chúng. Con đồng chúng này thật sự là bị anh chúng giết chết rồi đây. Vừa mới mạng mà đồng đã tôi luôn rồi. Chứ dù gì ở cấp 2 cũng có thể dễ dàng gì chết được đồng chúng ở cấp 3 rồi. Chờ trách áp đồng chúng lại lợi hại tới như vậy. Nhưng mà cũng phải nói lời cảm ơn đấy. Chờ tôi nhiều kinh nghiệm như thế này nữa. Bữa này đúng là ăn no rồi. Nào mau bên đây, tín hiệu từ ở chỗ này truyền tới. Tới đúng là không đúng lúc rồi. Mau đưa người bị thương đi. Thuốc chống ô nhiễm đã mang tới chùa. Nào nào, mấy người này sắp không sống rồi. Vài người chặn đám áp đồng chúng lại đi. Mau. Bên trong bệnh viện, cùng với một mảnh tò lao về phía tôi liền đánh nó hài phát rồi quay đầu chạy luôn. Ôi già, một con quả bay ở trên nóc nhà bay tới bay lùi rồi nó ngay tại chỗ luôn. Đúng lúc này thì có một con định đánh lén tôi thì tôi liền bị thương tới đồ này rồi, còn chém gió cái gì nữa. Nè, mau uống thuốc đi. À, cô bồi giúp tôi đi. Được. Ôi, ây da, đây là thuốc mà. Ở đốt lên tay tôi là muốn tôi đi chết đi hả? Anh bảo tôi bôi mà. Cô không phải là đang giờ đi chứ? Anh nói xem, đột nhiên không thấy đâu nữa, làm tôi phải đi tìm khắp nơi. À, xin lỗi tôi. Không cần xin lỗi. Lần sau không còn phải phô trương đâu có được không? À đúng rồi, có một chuyện này lạ lắm. Lúc tôi ngất đi thì sau khi bị chúng tấn công, sau đó thì tỉnh lại đã thấy mình đã được cứu rồi. À, có gì lạ được chứ? Giá hoàng cứu cô đi. Có gì lạ được chứ? Giá hoàng cứu cô đi. À, không phải là giúp tử ca cứu tôi mà. Có nhìn nhầm rồi. Anh giúp tử làm sao có thể đập trà đến trại huấn luyện đã bị được chứ? Không, tôi chắc chắn mà. Thời khắc mà tôi bị mất ý thức đó là anh dư tự đã ôm lấy tôi. Nhưng mà kỳ lạ chỗ là tôi rõ ràng đã nhẹ nhàng gọi một cái tên khác. Nhưng mà anh dư tự lại trả lời. Cảm giác đó hình như là rất quen thuộc với tôi. Không lẽ nào? Này, không lẽ là cô đang nghi ngờ tôi đi chưa? Chắc là không phải. Anh dư tự không thể nào là ký gà mờ như vậy được. À, cô nói ai gà mờ? Anh nội, anh dư tử sĩ trọng ở trong những hậu viện của chúng ta có phải không? Thế như tôi thấy thì chắc chắn không phải. Sao lại nói như vậy? Cô xem đi, anh dư tử thực lực mạnh như vậy, trí tuệ thì siêu phàm, vừa anh dũng là vừa chính nghĩa, đời sống một chút chính là rất đẹp trai. Mọi người hoàn hảo như vậy thì sao có thể để cho thằng nhóc nghi cả đại học như cũng không vào được chứ? À, có lý, nhưng mà sao anh lại có thể nói ra anh ấy là đẹp trai chứ? Đẹp trai không quan trọng, quan trọng là anh dù tử. Nói không chừng là giáo quan nào đó trong trại huấn luyện đặc biệt. Về dù, úi, giáo quan ư, rất có khả năng. Là tổng giáo quan chúng ta gặp mặt nhau rồi. Tổng giáo quan, vết thương của ngài thì sao rồi? À, vết thương nhỏ thôi, ngồi xuống đi. Lần này mới mà nhờ có thầy.
còn có các giao hoàng khác, chúng ta mới có thể bình yên vô sự. À, nói cho cùng thì chuyện này là do chúng tôi cầu thả, may mà không có tổn thất gì về hậu viện cả. À đúng rồi, lúc mà cái hậu viện được cứu thì không có em, thì em là một mình chạy ra ngoài sao? À đương nhiên rồi, là một đường giết địch ra ngoài. Vì sao? Vậy thì rất mong đợi biểu hiện của em. Trong tình huống như vậy thì vẫn có một mình ra ngoài, và dù này đúng là không đơn giản nhỉ. À đúng rồi, phòng kiểm tra bên kia rất là bận rộn, nhờ thầy kiểm tra ô nhiễm cho các em. À rất tốt, đồ nhiễm ổn, quay về uống chút thuốc là được rồi. Vậy tôi đi làm kiểm tra cho những người khác đi, quay về thì nhớ chú ý an toàn. Ở vườn tổng giao hoàng đi thông thả, lát gặp. Chỉ số ô nhiễm không, cấp bậc siêu phạm cấp 2. Quả nhiên cậu ta từ lúc tiến hành thi đấu đã bắt đầu ẩn giấu thực lực, nhưng mà cấp bậc này không đủ tổ đồng chủ sản sinh ra dị động mới đúng. Lẽ nào là tổ nhìn trúng không phải là cậu ta? Kỳ lạ, là chỉ số ô nhiễm là việc không. Cậu ta nói cậu ta là một đường giết địch ra ngoài, nhưng mà một khi đã giết định dị chủng thì bắt buộc phải dính ô nhiễm. À đúng rồi, lúc cô hồn mờ thì cô đã gọi tên của ai vậy? Tôi sao? Không phải là gọi bố tôi. Ý, vậy không phải vẫn là tôi sao? Thứ gì? Bí mật trên người thằng nhóc này đúng là không ít mà. Đại học Dân Hải, địa điểm huấn luyện đặc biệt lần này lại là khu vực của học sinh năm nhất và năm hai của Đại học Vân Hải, cũng là địa điểm huấn luyện của học sinh viên năm ba. Wow, đúng là đại học giỏi quá đi ha. Cái đồ háo sắc. Ý, tôi đi đến lúc Lý tức báo cáo trước đây. À, cô ở chỗ này không quen, hay là vẫn để tôi đưa cô đi đi? Anh á, định đến ký túc xá nữ để xem các chị có phải không? À đúng đấy, sao cô lại biết vậy? Ý, đừng có nói chuyện với tôi. Hả? Lại trước lục vào. Tức báo đi rồi có phải không? Cậu vẫn y như cũ. Ôi vãi chướng Lương Ngọc Trưởng à, sao cậu béo lên nữa rồi? Ôi tôi hình như đã hiểu ra rồi. Mình thức tỉnh được năng lực tha mạng, ăn càng nhiều chi càng mạnh lên, hơn nữa càng tiêu hóa cả những thứ hỏng, không ăn thì không ăn nha. Vốn dĩ là thiên phú ý chí của mình không đủ tư cách để tham gia trại huấn luyện đặc biệt Vân Hải này, nhưng mà vì năng lực của mình lớn cho nên có tin tốt, nên là phá cách để cho mình tới đây. Đi, để mình đưa cậu đi. Cậu ở ký túc xá nào thế? Tầng số 1. À đến rồi, chính là ký túc xá tầng 1. Phải khí đúng không? Khi phải. Lợi hại nha, giống y như là khách sạn gì. Ký túc xá này dùng riêng cho sinh viên hàng đầu của trại huấn luyện đặc biệt đấy. Thiết bị đều là mới nhất, môi trường thì cũng tốt. Ngoài ký túc xá ra thì ở đây còn có hồ viên bầu trời, phòng game và phòng tự học. Bảo đảm là ở thì cậu sẽ rất thoải mái. Ta đến rồi, phòng của cậu. Ý, sao cậu lại mở vậy? Đây không phải là phòng đơn sao? Ôi, thích thật đấy. Giường to như vậy, ánh sáng cũng tốt, không gió cũng ổn, quá thoải mái rồi. Ấy, anh Mộc, anh nói xem sinh viên mới có đặc biệt mạnh hay không. Chúng ta đừng để bị lật ngược đấy nha. Nhìn xem hèn kìa, cậu hèn lắm đấy, chúng ta sắp vào năm 2 rồi mà cậu sợ mấy cái đứa sinh viên mới sao? Ờ, nhìn đi, nhất Tào Tháo vừa tới liền. Anh em, cậu đi tìm phòng ký túc xá khác đi. Chỗ này thuộc về tao rồi. Đây chính là quy tắc của trại huấn luyện Vân Hải. Nội lão, trại huấn luyện đặc biệt làm gì có quy tắc nào như vậy? Sao nào? Không phục? Đương nhiên rồi, đây là ký túc xá của sinh viên mới, các người ra ngoài cho tôi. Này, ở đây có người mới tới, nói ký túc xá này là của nó. Người mới mà cũng chiến phết nhỉ? Có hiểu quy tắc hay không vậy? Muốn ở lại đây để thối dựa vào thực lực để nói chuyện. Nhưng mà nhắc nhở một chút nha, bọn ta là sinh viên hàng đầu của năm nhất, thực lực thế nào thì cũng ước chừng thôi. Vậy chỗ cá tầng này đều bị bọn họ chiếm mất rồi. À bỏ đi, Lô Ngọc Cường, dù sao thì bọn họ cũng là đàn anh của chúng ta, cho bọn họ là chút bằng mũi đi. À đúng vậy, hôm nay không thèm chấp nhận với bọn họ nữa, chúng ta đi.
Dù sao thì đối với đàn em đang ở ra quần này, truyền ra ngoài thì cũng không hay cho lắm. À, người mới đến này cũng quá kiêu ngạo rồi đi. Vì đến đến nỗi é ra quần chính là mày đấy. Gì sao? Ý? Ồ, xem ra năng lực của mới cà lại có liên quan tới động. Anh tên là gì? Dàn dù. Ồ, tôi thấy mày chính là bên nước tường. Mày muốn cái phòng này thì giờ thà quy tắc của Vân Hải đến phòng thể dục đánh một trận. Được thôi, nhưng mà đến một trận không đủ. Chúng mày một người cũng đừng mong chạy.